Hiện tài là nguyên khí của quốc gia, đầu tư vào con người chính là tạo ra giá trị quốc gia. Ý thức được điều đó và hiểu rõ mục tiêu sứ mệnh đào tạo của mình mang lại cho học sinh, sinh viên và người lao động những cơ hội học tập các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm nhằm nâng cao giá trị bản thân để sống và làm việc tốt hơn trong một nền kinh tế mới. Những năm vừa qua, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm không ngừng nỗ lực để tạo ra nguồn giá trị quốc gia quý giá, đáp ứng được nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội với 10 ngành đào tạo ở các lĩnh vực công nghệ, kinh tế, tài chính, ngân hàng. Chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường năm 2014 là 1.500 sinh viên cao đẳng và 1.000 học sinh trung cấp, đặc biệt hai chuyên ngành cơ điện tử, thiết kế và quản lý website được đào tạo theo chương trình tiên tiến của Singapore. Bên cạnh các chương trình đào tạo trong nước, nhà trường đã xây dựng và triển khai các chương trình liên kết, hợp tác với nước ngoài nhằm tạo cơ hội cho người học được tiếp cận với môi trường đào tạo tiên tiến và hội nhập quốc tế. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm, thành phố Hồ Chí Minh là trường công lập. Hiện nay nhà trường đào tạo hai bậc: trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng. Học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ được giới thiệu việc làm. Nhà trường hiện nay đào tạo liên kết với Singapore Polytechnic, chương trình là SP. Cái thứ hai là trường có liên kết với New South Wales của Úc để đào tạo các cái cấp bậc chứng chỉ nghề. Sau khi các em tốt nghiệp thì sẽ đảm bảo được chứng chỉ. Chương trình thứ ba là nhà trường liên thông từ trung cấp lên cao đẳng với Học viện Kinh tế Kỹ thuật của Giang Tô, Trung Quốc. Song song với việc đổi mới, cập nhật chương trình đào tạo là việc trang bị, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, phục vụ cho công tác đào tạo, môi trường sư phạm sạch sẽ, thoáng mát. Năm 2014, trường là một trong những đơn vị được Ủy ban Nhân dân quy hoạch đầu tư đạt chuẩn khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2011-2015 và đã được Thủ tướng phê duyệt. Điều đó chính là nguồn khích lệ để tập thể nhà trường không ngừng phấn đấu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hội nhập với khu vực và quốc tế.